quý vị, và giờ đây thì các doanh nghiệp trong tỉnh cũng dành những sự yêu mến và quan tâm đến Bích Huyền. Và giờ đây thì các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như huyện cũng có những món quà dành tặng cho Bích Huyền ngày hôm nay. Đầu tiên xin được mời công ty bảo hiểm Aria Quảng Ngãi, xin trân trọng kính mời ạ. Luôn thành công, mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Nghĩa Hành và là niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, xin được cảm ơn sự quan tâm và yêu mến từ các. Cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu và quý vị khách quý đã đến tham dự buổi gặp mặt ngày hôm